Đường này khó khăn nên chở bị tụt rồi. Ê. Đây còn rất là nhiều luôn á. Còn nhiều ha chú ha. Trả mình giúp người ta rồi mình không nghĩ giàu nghèo. Giống như cái ông già này nè, mà tội nghiệp cho ông già. Thân thời bây giờ người ta biết ngứa giờ nào người ta gãy. Nói không, người ta lỡ đó thì người ta gãy gì đó, ngứa gãy văng cái con gì ra ngoài là văng cái con gì. Dạ. Nó nói là nó tầm bậy, cố gắng nhưng mà bà con ngoại cứ yên chí. Không sao, có gì thì ở đây người ta giúp cho rồi mình cho nó qua cái cơn bệnh này đi. Dạ kính thưa cô bác quý anh chị, thì được nhà ông Năm này thì nhờ ông chú ông Năm ông Cho này đã chuyển lên Sài Gòn nè. Con cảm ơn ông Năm nha ông Năm. Ừ. Dạ. Này cũng chuyển lên Sài Gòn mấy khu cách ly á. Ừ. Cũng thiếu thốn. Như vậy là đặng chở đặng trước. Dạ. Chở ba cụ Khải trước. Dạ. Ba xe này chở hết không? Dạ hết. Bao nhiêu này nè. Mấy cụ Khải luôn đó hả? Dạ. Con cảm ơn Năm. Này là thu hoạch ngoài sau vườn không Năm? Không, vậy là mày lấy của một thằng mày. Dạ. Cũng bao nhiêu phải không? Dạ. Vậy là mày không có lấy cụ Khải hả? Dạ nhiêu đây nè ông Năm. Nhiêu đây hả? Dạ. Nhiêu đây thì chở đi. Dạ. Ô cà này ngon dữ ha. Cà dừa. Ờ. Này dưa leo. Ngon luôn. Khổ qua luôn. Rồi được rồi. Bây giờ bắt đầu chở lên, mình đi qua đây qua ba xe. Bây giờ để cho đủ dưới đi. Đây là mình chuyển cho những cái khu cách ly ở quận Thủ Đức đó cô bác quý anh chị. Có một cái chị Yến thì chị cũng làm bên từ thiện nên mình sẽ, này là mình mua nhưng mà ông Năm này không cho. Mua cho, không lấy nhà. Đây này chứ tập kết thì mua những cái khu khác nữa. Ừ, vậy đi. Dựng đứng lên. Đi gì leo. Dạ, leo. Leo gì? Leo đá một bậc trước. Đây, được chưa? Mang vào đi. Ừ. Rồi. Này ở trong này là đu đủ. Đây được không vợ? Được rồi. Xe đó chở nhiều đó. Xe này chở nhiều nè. Dựng không gạn ổng gắn bó. Cố gắng. Cái xe đó chở vậy xe không hả? Ờ con chở thêm. Lấy này quan chở. Đây nữa nè. Rồi bây giờ thì mình đi ba xe cô bác anh chị. Chở này về nhà tập kết trước ngày mai mới chuyển lên Sài Gòn. À bây giờ ông Năm, nhưng mà Năm cho con cảm ơn, gửi lời cảm ơn nha. Ừ. Dạ, con cũng bây giờ đi gom ở dưới mấy cái xóm xứ đuôi cồn. Mẹ đang nghe mình ở cô bác của anh chị. Và nó phải chở phụ. Cô bác của anh chị thấy cái đường này không? Ồ, chạy cái đường này mà có 3-4 cây số à, mà đây lên đó khoảng chừng 2 cây à, mà chạy cái đường thấy thương ghê á. Mấy anh em hôm nay thì được gom như thế này thì được ông Năm Tài, ông làm từ thiện và ông bỏ tiền ra, ông mua sẵn hồi nào mình không biết nữa, ông điện qua ông để cho mình để mà chuyển đi lên Sài Gòn. Ôi, ở trên đó là gồm có một bao đu đủ với lại một bao cải. Đường này khó khăn nên chở bị tụt rồi. Ê. Ôi, cô bác bên chị thấy không? Lùm lên kìa. Gớt, ngừng. Bư, ngừng. Rồi, ra anh lùm nha. Ôi trời. Ây da. Chắc cái bao xuống. Cô bác. Đu đủ trái bự bự không á. Cái này là cho rớt ra ngoài. Chạy đây. Đây. À, dập ủng quá. Cột chắc lại. Gàn lại. Nói chung là cái đường này á, tại cái đường này nó vòng quá. Thành thử là em mình nó chạy nó không quen. Đây anh buộc cho. Chạy không quen thì nó rớt luôn. Sớm giờ chạy có mấy ký đu đủ à.
gớt nhìn nhìn nó mắc cười. Mình rồi rồi nè, thấy điều được rồi, cưng chắc kia lên đi. Cái đường này xấu quá. Rồi, máng máng vô. Đây nè, máng đây nè, đâu có. Máng dưới này nè. Rồi. Kịch mạnh quá. Rồi. Cái này xéo quá, được rồi. Lát nữa còn chở nữa. Chở 100 mấy chục ký nữa. Lần một thôi. Hồi đó giờ có chở giống gì không? Rồi, lần một thôi. Không đưa móc lên đây nè. Đừng chịu dây dây giùm anh nè. À, vậy nó mới an toàn. Nghe em nó không biết cuộc. À vậy đó coi. Bây giờ tiếp tục hành trình của bác quý anh chị. À, cô bác quý anh chị, bây giờ mình sẽ đi với lại chú Hơn. Chú Hơn ơi, chú Hơn. Chú Hơn ngày hôm qua bán hành đó. Và hôm nay chú điện là chú cho luôn cái phần cải này nè. Đó thấy không? Một đống luôn á. Cải này là số 1 luôn rồi. Cải này là cải xanh ăn mì là ngon lắm luôn á. Hôm nay là cho nhiều hả chú Hơn? Cho sáng là cũng nhiều lắm rồi. Dạ. Cũng mấy tạ hả? Rồi hôm nay thím đâu? Dạ. Ồ. Dạ. Con bán này vô cái này chú Hơn. Không, nó chuyện cho nghe thôi, chứ đâu có gì đâu. Rồi, lỡ mấy cái bự bự này là mình nhổ. Có nghĩa là nó lên nhiều đợt ha. À. Hôm nay đi nhổ hành luôn, nhổ cải luôn. Hồi đó giờ cưng có thường thấy cái này không? Dạ. Đi cái trình đạp nữa cái đạp mấy nữa. Đạp mấy cây con. Cải này thì cải thì à. Cải thì hả chú? Cải thì à. Đi này phải kỹ mới được, để đâu nó rất là nhiều cây con như này không. Này là chú không bán mà chú cho luôn hả? Ừ, cho. Cải này bây giờ cũng mắc lắm á chú. Ừ, cải này nè. Thấy dân khổ quá, chú cho luôn. Nè, thấy nhổ không? Kiệt, thấy nhổ không? Vì chú rửa ra dầm thấy ngon lắm. Dạ. Cái này là ăn là nấu canh cũng được nè. Ừ. Xào cũng được nữa nè. Thấy tình người ở miền Tây không? Con nghĩ là mình đừng cắt ra chú, mình để gì luôn. Mình rửa lâu lắm. Mình cắt cái gốc ra rửa cho sạch. Để gì luôn cái là lên trên đó đó chú. Cái nó còn tươi. Cái gốc nó còn tươi á chú. Không có, mình rửa cái này lâu ấy lắm. Vậy lâu lâu uống lắm hả? À, ừ. Lâu lắm. Có hành á, mình xả bỏ vô ấy nó rửa. Dạ. Ừ, theo. Ngày mốt ta ra nhà nữa. Dạ. Này mốt có nữa hả chú? Thì nó lên là mốt có, người ta ra nó mốt nữa. Dạ. Cải ngon quá.
Kẹt có biết nhổ không? Có nghĩa là nhổ những cái cây bự. Rồi cầm cây. Thôi chắc có lẽ là mình sẽ nhổ với chú được nhiều hay nhiêu. Đó, bây giờ thì nhổ đi, tắt máy, sau đó lên mình rửa thì sau đó quay kết thúc cho cô bác. Nãy giờ nhổ cũng gần xong rồi. Và nói chung là nãy giờ sọt này là sọt thứ ba hả chú ha. Chú cho hết cái này luôn á, nhưng mà phải nhiều người để có được cái cọng cải lụm vô mình. Cọng cải như thế này là đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Và mình sẽ ở trong thì vợ của chú á cũng đang ấy đó cô bác quý anh chị, cũng đang cắt ga rửa. Thôi bây giờ mình sẽ vác vô. Con vác chưa? Dạ. Đây. Rồi. Có này vui à. Đây còn rất là nhiều luôn á. Còn nhiều ha chú ha. Bỏ dép đây à. Coi chừng đạp con cái. Coi nhà có chú hơn. Chú thì chỉ dùng có hai loại thôi. Đó là cải với lại hành. Rồi tắt đi. Phụ tiếp đi con. Dạ thấy đâu làm đó. Dạ. Đây tập kết nha, tập kết cải của mình nè. Ở nhiều ghê luôn á. Dạ nhiều lắm, 3-4 bọc luôn. Mày đi xe tải chứ gì? Con đi xe Honda nè. Không có, đi ra ngoài thành phố rồi. Gửi chành xe. Dạ. Gửi xe đi nha. Dạ. Máy cũng gần hết pin. Con ở Tân Bình. Mình ở đâu chợ không? Dạ ngay chợ. Nhưng mà con ít ở đây lắm. Con ở đi vòng vòng mà con quay YouTube mà. Nhà gái này đi. Dạ. Con quay đưa lên YouTube. Cái này mày đem này ra ngoài đi tới quận nào quận mấy? À, cái này hôm nay về Thủ Đức. Về rửa chưa? Dạ mai con tại con tập kết nhiều loại đó. Nè lên từ Thủ Đức đó ba đứa. Dạ. Đang cho mấy cái khu phong tỏa. Khổ lắm. Có kéo không con cắt tiếp cho con. Rửa đi, đi rửa tiếp không đi vô bọc. Dạ. Rửa thì cắt đi. À, sau khi mà cắt cùng với mấy cô xong á, cắt bỏ những cái phần mà rễ như thế này, đem xuống đây mà dạo rửa cho nó đẹp trai lại, đẹp gái lại nè. Nói chung là nhìn ngon ghê luôn á. Hồi nãy giờ trời mưa á, trời mưa giờ bây giờ nó sạch rồi. Thôi nói chung cô bác quý anh chị gọi anh, nói chung là quay anh, quay anh. À, cảm ơn những cái tấm chân tình của quý Mạnh Thường Quân. Cảm ơn các cô mà nhà vườn nè đã ủng hộ để Bùi Hộ có được cái clip ý nghĩa như thế này. À. À, rồi lên, bước lên, bước lên. Đây xong, con để đây nha, đổ qua đây ha. Chết rồi, cái cọng này chưa cắt. Đây đây. Đây đây cọng cắt. Dạ đấy. Nãy giờ có chú này cắt tiếp luôn á. Rồi được rồi, tắt đi. À, trong khi mà mình xin cải của cô Hơn mà hôm qua bán hành cho mình đó, thì chú này hỏi lấy xả không thì chú cho luôn, chú tặng cho đoàn từ thiện luôn. Và mình cũng khá là may mắn khi có phước thì sao gặp được chú này, chú cho luôn, chú nói cũng nhiều lắm. Và mình thì cũng dự định là mua xả để chuyển lên Sài Gòn. May là mấy hôm nay gặp người cho nhiều. Nhà kia bị cô kia la nói Covid mà đi đâu nhiều dữ vậy. Mình sợ quá, mình đi đường này luôn. À, chú này cho luôn. Chú này chú trồng để ăn hả? Dạ. Ồ.
đây, này là của chị Yến, là hổm gài mông là có xả này lắm cô bác quý anh chị. Chú cho mấy bụi luôn nè, lát nữa mình gửi tiền lại chú cho chú uống nước trà. Nữa, lấy tiền bạc gì. Dạ con cảm ơn nào, chú bán nào. Dạ nói chung là chú ở đây, chú đi mới đi dân lưới về à, chú lại bứng mấy bụi chú cho luôn, bây giờ chắc tắt thôi, máy cũng gần hết pin rồi ha. Trời ơi, hổng ngày chú coi mạng hả? Tao coi mạng nè mà tao tức. Sao tức? Tức là có cái là nó nói là cái vụ như bây giờ nó nói bụi đời không cho. À, sơn móng giò móng tay không cho. Rồi anh mập quá tôi cũng không cho nữa. Ủa bố mập đưa vào rồi. Là cái gì mà không cho anh ta? Đúng mẹ tao lớn con tao mập như tao gì xin không cho hay gì. Là ví dụ như bây giờ tôi giàu ông thiệt, ông chấp nhận ông cho ta. Mà ông nói ông chê người giàu ông không cho vậy ông đi kiếm người nghèo, ví dụ không có người nghèo rồi lắc nữa ông cho ai. Vậy là cái thằng đó là nó xạo. Cái thằng đó là nó xạo chứ gì, nó không xạo. À là chú bức xúc luôn ha. Tôi nói thiệt mấy cái đó tôi bức xúc lắm rồi. Nghèo giàu gì tôi không thành vấn đề, nhưng mà tôi nói ví dụ như anh em bây giờ chấp nhận làm phước thì tôi cho. Dạ. Bây giờ ví dụ như bây giờ này tao nói bây giờ này, như em bây giờ em xin sở của anh. Dạ. Thấy không? Mà anh nói trời ơi cho em gì em bán cậy em bán thì tội em chịu. Em bán, mình bán thì tội mình chịu. Đúng. Dạ. Ờ, còn nếu em cho thì em có phước. Dạ. Thấy không? Còn nếu em bán thì đó là em chịu, còn người ta xin cơm gì người ta cho, người ta giúp cho người khác thì mình nên cho, còn dạ. Người ta bán cho người khác là người ta mang tội người ta chịu. Dạ. Vậy thôi, mình đã giúp người ta rồi mình không nghĩ giàu nghèo. Bây giờ dạ. Ở Sài Gòn á người ta giàu hơn mình. Dạ. Bây giờ ngoài Sài Gòn giờ người ta bây giờ có tiền không biết sao à, mua đồ ăn nè. Không biết sao mua đồ ăn nữa. Bây giờ nhóm gái tôi nè ở Sài Gòn hai đứa, thằng trai nữa, nó nói ba mẹ ơi bây giờ con có tiền mà con không biết sao con mua rau con ăn. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ là bữa hổm gài là chú coi là chú bức xúc luôn. Tôi nói thầy tôi bức xúc, cái thằng nó dữ dằn luôn. Tôi nói tôi ở gần nó là tôi vào tôi quánh nó liền luôn. Tôi chửi nó lại. Ôi sao bức xúc quá luôn à. Bức xúc con cái là ví dụ như cái ông già này nè, mà tội nghiệp cho ông già. Thân thờ bây giờ người ta biết ngứa giờ nào người ta gãy. Nói ông người ta lỡ đó thì cơm ta gãy gì đó, ngứa gãy văng cái con gì ra ngoài là văng cái con gì. Dạ. Nó nói là nó tầm bậy. Tức là nó nói một câu là văn con gì, tức nhưng mà không phải là vậy. Nó nói vậy là nó nói vậy, sai rất là sai. Dạ. Ôi, ông gãi văn con gì, không có văn con gì chứ. Nhưng mà người ta cũng đang cái bệnh người ta mới ngứa với con ví dụ. Đúng. Người ta bệnh người ta ngứa, người ta đâu phải tự nhiên người ta ngứa đâu, đâu có tuổi nữa. Nhưng mà người ta ngứa thì ta gãi mà tội nghiệp ông già. Đó, rồi còn cái bà kia bà sơn móng tay, ủa bộ cái sao cho ông cho, ông cấm người ta sơn móng tay hay gì. Rồi là vậy là đợt sau ra lấy nữa phải không? Dạ. Đủ phải không? Con thay mặt bà con ở Sài Gòn cảm ơn hai chú nhiều nha. Tôi bây giờ còn hai ba bụi ở nhà kìa thì cứ ngoài Sài Gòn nữa. Dạ. Tôi nói thật tôi cũng thương với người Sài Gòn lắm. Tới cũng chỗ khác đưa tới cho anh em ngoại. Dạ. Vậy thôi. Tôi ở đây cũng gắng cố gắng nhưng mà bà con ngoại cứ yên chí. Không sao, có gì thì ở đây người ta giúp cho rồi cho nó qua cái cơn bệnh này đi. Bà con ngoại muốn đồng thì hái ra muốn đồng. Dạ có chú, xin luôn. Đằng sau xin luôn. Thí dụ như có gì á là mày alo trước đi, mấy tao đi xin, ố mấy tao đi là hái đồ này kia, làm đồ này kia đặng cho nó. Dạ con thì còn đang cần rau muống đồng nhiều. Trời ơi rau muống đồng. Dạ. Rau muống đồng hai tao đi hái nội xuống đất tao hái hồi mà lúc trước rồi ăn. Dạ. Mấy cái hồi nãy mà chỗ đó là nhà của thằng em ruột tao, còn đất là đất của tao. Dạ. Nói chung là chú nói chuyện dứt khoát khẳng khái rồi à. Không, tôi là ở đây là tôi nói dứt khoát, tôi không có, nói chung là ở đây là mình nói là cái gì phải mình nói. Không có gì mình sợ nó chứ, nhưng mà nó làm vậy tôi bức xúc lắm. Tôi nói thiệt, tôi nhiều cái tôi ngồi tôi nói vợ tôi nói tao mà ở ngoài đó. À, đây là cái chú Hân gửi cho mình 5 bao cải thìa này là tặng không cho bà con ở Sài Gòn á. Hai vợ chồng chú thì biết sao sáng là mưa là chú dự định là đội nón lá ra hái luôn. Vừa hồ nói là thôi chú để con xuống hái tiếp, hái xong 12 vợ chồng cùng nhau với lại mình với lại hai vợ chồng của chú rửa và tao đập đầu nó liền. Tao nói thiệt, tao nó liền mà cái vụ mà câu wheel là cái vụ là đó gì câu wheel phiêu câu gì đó tôi không biết. Mày đừng có làm kiểu đó, không có được. Sai với đạo đức của nhà Phật. Của nói chung là xã hội không xài rồi thì nó không có xài được cái gì chứ.
dạ. Xã hội người ta không xài thì nó không có xài được gì chứ. Vậy này bộ buộc nó hay vậy, lát mình ôm đi. Ôm đi đặng... chú thứ mấy chú? Tôi thứ tư. Dạ con cảm ơn chú Tư nhiều, lát chú Tư cho con xin số điện thoại nha. Rồi dạ mai con xuống đây con dạ, 2-3 bữa nữa con xuống nữa quá. Thì chừng nào xuống cũng được, nhưng mà xuống có gì thì alo trước cho mấy anh tôi cần cái gì đó. Ừ bây giờ tôi cần cái gì đó lần này ta trợ giúp tiếp chứ không gì để cho bà con trời ơi nắm khi đói bạn gói khi no ơi, chứ đâu ai mà giàu có gì có tiền á, vợ nhà ở trên lầu ở trên liền xuống cũng không ai cho đồ ăn đâu. Dạ đó, chỉ có giờ người ta mong đồ ăn thôi, mong là những cái này cái kia cái nọ để cho bà con người ta sống qua ngày, chứ có tiền cũng gì. Thời buổi giờ có tiền cũng như không. Ừ bây giờ có tiền có vàng gì cũng gì, vàng không lẽ ngậm đó. Thay vì mày có một chén vàng tao có một chén gạo mà tao ăn kìa, chứ chén gạo tao nấu cháo tao ăn được 4 bữa, mày chén vàng nữa mày chỉ đói mày chết trước tao 4 ngày thôi. Đơn giản. Ừ thế gian vậy đó. Ngày xưa nói Sài Gòn là sang, bây giờ ngày Sài Gòn khổ hơn quê hả? Đúng chú rồi, tôi nói Sài Gòn sao, giờ Sài Gòn khổ, bây giờ con tôi 2 đứa ở Sài Gòn ấy. Dạ. Thằng đó thì kỹ sư, đứa thì dược sĩ. Má giờ nó ở nhà nó không làm gì chứ. Ba ơi, mẹ ơi, hôm qua nó nấu, nó kho quẹt, cái trong cái nồi kho quẹt á, cái nó gửi về cho mẹ nó. Cái sau con khoát tôi dòm, cái tôi thấy tôi thèm. Tôi nói em ơi, không nấu nồi cháo hay mình ăn. Rồi hai vợ chồng có nấu nồi cháo cái chờ coi cháu quẹt chụp hình lên nó. Đưa nó nói quá ngon. Chú Tư vui thiệt à? Vui chứ, tại ơi tôi đó giờ là tôi chịu làm phước lắm chứ đâu phải chuyện khơi đâu tại. Dạ. Hồi sáng là dầm mưa ha. Là nhổ mười bọc cải. Mười bọc cải cho xe người ta chở đi ở Sài Gòn. Dạ. Rồi bắt đầu là dầm mưa nha, tôi dầm mưa tôi vô nhà tôi bật mua tưa, tôi mới xịt, tôi rửa, tôi gáy, tôi làm. Rồi bắt đầu đến thì xe đẩy chở vô chổng hồi nãy rồi về hai anh em mới đi giăng lưới kiếm cá ăn đó. Dạ. Đồng ruộng cuộc sống đồng quê. Ừ nói gì đó. Rồi xong. Dạ xong rồi. Xong cô bác quý anh chị, này là của chú Tư với lại chú nãy là chú thứ chú Sáu Gưa. Chú Sáu Gưa. Rồi. Tặng luôn á. Tặng luôn. Rồi, cảm ơn hai chú nhiều. Cần nữa lần này tôi tặng dạ. Luôn nữa, còn nữa kìa, đang nắng nữa kìa. Lần sau lấy tiếp. Ừ.